Vâng, xin chào bác ở bên kinh xe đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe mới về bên em, cũng là thương hiệu của GD Time, dòng xe đua. Thì trước đây em có về một chiếc của GD Time, thì đây cũng là một thương hiệu lớn của dòng thương hiệu xe Mỹ. Đây là một dòng thương hiệu Mỹ GD Time xuất sang thị trường Canada. Thì trước đây nó về một chiếc, thì hôm nay em về chiếc thứ hai. Thì như em đã giới thiệu thì đây cũng là một trong những thương hiệu của Mỹ là dòng Trek, GT và GD Time. Đây là ba thương hiệu Mỹ về dòng xe đạp thể thao rất là cao cấp. Thì hôm nay về là một chiếc nữa đây, rất là mới. Đánh giá tổng thể của xe là trên tầm 90% xe. Cũng là cái model cao cấp của GD Time, model R700. Và bây giờ xin mời anh tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, tổng thể xe là toàn bộ khung xe, càng xe, toàn bộ là carbon, rất là nhẹ, siêu nhẹ, full carbon. Khung và càng là carbon hết nhá. Thì cái mẫu model cao cấp của dòng GD Time là mẫu R700. Các bác có thể tham khảo thêm. Thì em có giới thiệu cho qua các bác những cái video lần trước rồi. Đây, full carbon của đầu tiên mình. Carbon siêu nhẹ quá nhá. Tổng thể xem đánh giá tầm 9 cân. Hơn 8 cân, 8 cân mấy, 9 cân. Rất là nhẹ. Xe đánh giá tổng thể còn trên 90% xe. Thì trước đây em về một chiếc. Thì đây là một chiếc thứ hai em về. Độ mới cũng rất là cao. Thì đây là một cái mẫu xe GD Time xuất trong thị trường Canada. Đây là Canada đây. Thì em được tìm hiểu trên mạng. Thì đây là một trong những cái mẫu mà dòng xe đạp thương hiệu Mỹ rất là cao cấp, sánh ngang những dòng xe đạp mà GD Time, GT và Trek. Cổ phút đi đông xe là làm hợp kim nhôm 6061 alloy. Rất là nhẹ. Cổ phút đi đông còn rất là mới luôn nhá. Xe được trang bị với nguyên một group chính hãng của Shimano Soda. Nguyên bản theo xe, bộ tay lắc Shimano Soda. Bên tay phải em được trang bị với bộ tay lắc tầng đĩa. 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano Soda. Đằng trước cái dòng xe khung xe thì có biểu tượng của đá cờ của Canada. Thì đây là một dòng xe Mỹ nhưng mà xuất sang thị trường Canada quá nhá. Rất là phổ biến. Dòng GD Time càng carbon. Có luôn cái model của xe R700. Thì xong xem tìm hiểu thì cái dòng GD Time thì có từ cái model R400 trở lên. Đến R700 là cái dòng xe cao cấp của dòng carbon. Bác ơi, các bạn tham khảo thêm về cái dòng mà GD Time model R700. Vành lốp 2 lớp chính hãng luôn bản theo xe. Vành nhôm 2 lớp chính hãng luôn bản còn rất là mới luôn nhá. Kích thước lốp 700x23C. Vẫn là kích thước lốp cơ bản của dòng xe đạp road đua. Đây là mẫu GD Time full carbon. Full carbon khung và càng. Cái mẫu model cao cấp của dòng GD Time R700. Đây là một thương hiệu Mỹ xuất sang thị trường Canada. Ở giữa khung xe nào cũng lá cờ của Canada. Gạt đĩa chính hãng của Shimano Soda. Trang bị với đùi đĩa chính hãng của Shimano Soda, đùi đĩa bạc đạn. Nguyên bản theo xe. Rất là mới các nhá. Lần này em về một chiếc cũng rất là mới so với những chiếc trước. Yên da cũng rất là mới. Yên nguyên bản theo xe. Đằng sau sử dụng củ là Shimano Soda. Phun một group soda. Sẽ được trang bị với 8 tầng lip, 3 tầng đĩa. Lip xích còn rất là mới luôn nhá. Nguyên bản nó xe. Vành cũng là vành chính hãng nguyên bản theo xe. Vành nhôm 2 lớp.
Lốp đằng sau là lốp 700x23C. Đây. Lốp cao cấp chịu lực đến tận là 650 cân. Xe còn rất là mới, đây là một mẫu xe GD Time thương hiệu Mỹ xuất tăng thị trường Canada bên em mới về, full carbon. Và chiều cao khung đứng của xe là, vâng, chiều cao khung đứng của xe là size 49, thị hiệu các bác cao từ 1m6 đến 1m7. Và bây giờ xin mời đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Vâng, nguyên một gờ đúp chính hãng của Shimano Sora. Lên lip đây, lip xích còn rất là mới, các bạn có thể nhìn rõ. Lên lip, xuống lip, chuyển động rất là trơn tru và mượt mà. Thì đây là một cái mẫu đánh giá rất là cao về bên em về cái thời gian vừa qua. Chiếc thứ hai, ba tầng đĩa chính hãng, túm đĩa, đùi đĩa của Shimano Sora, gạt đĩa Sora, lên đĩa, rất là trơn tru và mượt mà. Với cái tông màu xanh trắng rất là dễ cho bác đi sử dụng đó nhá. Rất là sạch xe. Bon rất là bon. Và em vừa nhớ tổng thể xong chiếc xe GD Time thương hiệu Mỹ xuất từ thị trường Canada. Đây là chiếc thứ hai về bên em mà được đánh giá rất là cao so với những lần trước. Và xe được sử dụng nguyên một group Shimano Sora. Khung và càng là full carbon. Và xe giá rất tốt bên em là 10.800.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Cũng là quan tâm thì liên hệ qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm cái xe đạp. Nhấn đăng ký và theo dõi kênh, mở hẹn các bác vào chương ngày mai. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, các bác thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên trên YouTube tìm kiên đồ cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Và các liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936 050 424. Và nhấn đăng ký theo các kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.